đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã đến viếng và chia buồn với gia quyến đồng chí Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Trong đoàn có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đến viếng Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu cũng đã đến viếng Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đã đến viếng Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã đến viếng Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến viếng và chia buồn với gia quyến Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Cũng trong sáng nay, tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức trang trọng lễ viếng Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Lễ viếng đồng chí Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp tục đến 10 giờ 45 phút tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước bắt đầu từ lúc 10 giờ 45 phút tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.